Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nắng từ sớm, nắng gay gắt trên diện rộng nên nhiệt cao, dao động từ 32 đến 35 độ, chiều và tối có mưa vài nơi. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 27 đến 29 độ, ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, độ ẩm 68 đến 73%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 30 độ, cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm 71 đến 76%. Huyện Côn Đảo đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 74 đến 79%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông cấp 3. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 12 tháng 5 năm 2024, mực nước cao nhất 371 cm vào lúc 14:57 và mức thấp nhất 70 cm lúc 23 giờ. Chất lượng không khí hôm nay ghi nhận ở mức tốt tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu với chỉ số AQI từ 37 đến 46. Tại thị xã Phú Mỹ, chất lượng không khí vẫn duy trì ở mức trung bình với chỉ số AQI đo được là 63.